Vâng, để đầu video thì cho em xin được gửi lời chào toàn thể mọi người. Và đây thì clip hôm nay thì em giới thiệu những cái mặt hàng trên này. Giá đề đặt hàng thì xin liên hệ với em theo hai cái số điện thoại và số Zalo ở trên cái tên của video đấy. Vâng, còn giá các mặt hàng trên đây là nó chưa có phí vận chuyển ạ. Và đối với đơn hàng nào mà chuyển khoản trước ấy, thì em sẽ bao phí ship ạ. Còn đơn hàng mà mình ship code ấy, thì em không bao ship. Với đơn hàng mà ship code như tại thành phố Hồ Chí Minh thì nó là 15.000 trên một đơn hàng ạ. Còn các khu vực khác thì nó từ 20 đến 30.000 ạ. Vâng, đấy, xin được đi vào chi tiết luôn ạ. Và đây mã 1 ạ. Giá mã 1 thì là một cặp tô vít của Viettel đấy. Đây, cặp tua vít này tua vít cách điện đây. Hai đầu nhựa đó đây, cây mũi dấu cộng là mũi P2 P2 mũi nó dài 100 đấy ra ba đây, cây này mũi trừ 6 mũi trừ 6 mũi nó dài 100 mm ra bàn rồi, cặp này còn khá là mới luôn ạ. Thấy chưa? Ở đây đầu mũi trừ 6 trừ 6 mũi PS2 này. Rồi, cầm lấy đầu nâm châm của nó. Ở đây chiều dài mũi nó dài là 10 cm, còn chiều dài đó chiều dài đây nó 22 cm. Rồi, cặp này thì là mã 1 ạ. Mã 1 này 120. Và mã 2 thì một cặp tua vít holo của Viettel ạ. Đây, cặp tua vít cũ cách điện. Ok. Đó, cặp này thì là cây mũi trừ 6 và mũi PS2, đây mũi trừ 6. Và mũi PS2. Còn cặp này thì chiều dài của nó là 30, dài 30 cm, rất là dài. Cái mũi đây thì nó dài 20. Đầu nấm châm nữa. Ok. Rồi, cặp này thì là mã 2 ạ. Đây mã 2 này 170 ạ. Ở đây mã 3. Ở mã 3 thì một cặp tua vít này chui đóng. Cái này là chui cái phần đây là phần bằng sắt. Nó cặp này thì cũng của Viettel. Ở cái đầu đóng nó còn nguyên, chưa có vị đóng gì. Chưa có lốt búa đóng luôn. Ở cặp này thì nó cũng của Viettel. Viettel Japan. Vâng. Cái này thì hiệu của nó là Vector. Rồi. Cái cặp này thì là hai cây dấu cộng cả, hai cây mũi dấu cộng, mũi cộng 2 và mũi cộng 3. Giờ đây mũi cộng 3, PS3. Cây này thì cái thân này nó 8 ly và cây này mũi PS2, thân nó 6 ly. Đây đầu nâm châm nữa. Như cầm này cây dài này thì nó dài là 24 cm, cây ngắn đây thì nó dài 19 đó, 19 cm. Cặp mã cặp tô vít mã 3 này 160 mã 3. Còn đây mã 4, mã 4 thì một cặp chui đóng luôn ạ, cặp tô vít chui đóng này. Cặp này cũng của Viettel. Viettel đây mũi trừ 6, trừ 6 mũi nó dài 150 ra bàn đấy. Cái này thì cái phần chữ đây nó mờ nên Viettel này ra bàn. Okay. Đây mũi cộng 2. Okay. Mũi trừ 6 và mũi cộng 2 PS2, đây mũi trừ 6.
với PS2. Okay. Và hai cây này thì nó dài đây là 27 cm, chiều dài nó 27, mũi nó dài 15 cm. Và đầu nam châm. Okay. Ở cặp này thì là mã 4. Đây mã 4 150. Và đây mã 5 thì một cặp hai cây T của ông Vietcell. Đây, cây này T Vietcell này, trên này có chữ Vietcell ra ban, bên này ra ban. Và cây này thì cây là nỗ nục giác á. Đây đầu nỗ nục giác này. Và cây này thì đầu vuông 6,35 mini Vietcell. Đó, cây này thì cái đầu vuông 6,35 mini luôn. Đây nỗ nục giác đây cũng là 6,35 mini. Và như cây này, cái nỗ này thì trong nó có nâm châm hết. Đây như cây này thì mình để gắn những cái đầu vít vào mình dùng sử dụng đấy. Đó, nó ngang đây là 9 cm và chiều dài đây thì là 17 cm. Và cặp này mã 5. Đây mã 5 140. Còn đây mã 6. Ở mã 6 thì một cây thước góc 45 độ của Sinoa. Đây, logo con chim mấy cột Sinoa. Made in Japan. Đó. Ở cây này thì cái đế đây nó dài là 11 cm. Đấy, chiều dài đây 11. Còn phần chéo đây nó dài 9 cm. Đó. Còn độ dày của cái đế này là 6 ly, dày 6 ly, ngang đây nó là 15 ly. Ở đây cây mã 6 là 150. Ừ, mã 7 ạ. Mã 7 thì cây kìm mở phe ngoài ạ. Ở cái kìm mở phe ngoài của ông tốp. Cây của ông tốp này. Đây đầu mũi nó còn đẹp chưa mà. Okay. Ở cái đầu này của nó là 1,5 ly. 1,5 ly. Ni 4,5 ly. Ni 5,5 ly. Đó, chiều dài cây này nó 18 17,5 cm. Đó. Okay. Đây mã cây mã 7, cây mở phe mã 7 100. Ở mã 8 mã 9 thì là hai cây kìm cộng lực của MCC. MCC ra ban. Okay. Cây màu đỏ thì cái lưỡi nó thẳng ạ. Cây màu xanh đây thì cái lưỡi nó nghiêng đi. Đó, nghiêng góc là 45 độ. Yeah, hai cây lưỡi còn đều rất là đẹp luôn ạ. Không có sứt mẻ gì. Như loại này thì em cắt cái dây thép B40 loại 3 ly là cắt ok. Thì em test thử luôn. Ok. Ok. Còn cây màu đỏ này là 140 lưỡi thẳng. Ok, đây mã 8, đây mã 9 140 luôn. Rồi, mã 9 đây. Ok. Rồi.
Dạ, cắt ok để nữa. Và cây mã 9 này 140. Ở đây mã 10 thì là cây kỳ mỏ quạ miệng cong ạ. IPS cây này PP2 230. Thì nó dài thì là 23 cm. Dài 23 cm. Cái này thì cái miệng cong nó trong trong cái nơi nó cong này, trong nó có răng này, răng còn rất là mới luôn. Cây này thì nó mở hết ra đây thì nó có thể kẹp được cái đường kính tầm 70 75 mini đây, tầm 75 mini. Vâng, đây mã 10 ạ, cái kìm kìm miệng cong mã 10 là 150. Mã 11 đấy, mã 11 thì cái kìm mỏ quạ của Lotter. Lotter cây này thì nó dài 250 mini. Cây này thì các nấc của nó nấc răng này, nó có lò xo bung, có lò xo mở. Cây này thì cái miệng trong đây thì nó là cái góc vuông, không bo tròn mà nó có cái góc. Như cái loại này thì nó như mình kẹp vào những cái đầu ốc lục giác này nó rất là vừa luôn, khít, nó khít với cái ốc lục giác này. Đây, đây với ốc nhỏ. Cây này thì nó còn một cái rãnh đây nữa, rãnh ở giữa này nữa, mình có thể kẹp những cái ống tròn là nhỏ nữa. Ống tròn này. Cây này thì nó dài thì là 25 cm. Ở đây mã 11 ạ, mã 11 này 150. Ở mã 12, mã 12 thì hai cây đầu nục giác này. Đây, cây này đầu nục giác, một cây ba cạnh, một cây bốn cạnh, KDR Made in Japan ạ. Ok, bốn cạnh đây thì các số của nó là 10, 10, 12, 10, 12, 14, 17. Vâng, còn cây này thì số của nó là 8, 9, 10, FPC, Japan. Đó. Cái này số của nó là 8, 9, 10, 3 cây. Như hai cây này thì các cái số của nó là 8, 9, 10, 12, 14, 17 ạ. Ở cây đây thì nó dài 15 cm. Cây ba cạnh đây, mỗi cạnh đây thì nó dài là 9,5 cm, hơn 9 cm. Và như đây mã 12 ạ, 12 thì 160 ạ. Mã 13, mã 13 là hai cây cờ lê miệng hở, hai cây cờ lê đây vòng hở nè, hai cây cờ lê vòng hở đây này. Hai cây này thì là của KTC 10, 10, 12, 14, 17 đó. Như này thì mình đều mở các cái đường, cái đầu ốc ở đường ống dầu ấy. Đường ống rồi đấy, đầu vòng hở này, mã đây 10 12 14 17 hai cây. Giờ đầu thì còn đẹp. Cái này dài 16,5, cái nhỏ dài 14.
Ở đây là mã 13. 13 thì giá 100. Đây 14. 14 thì một cái lưỡi cưa, cái cưa sắt ạ. Đấy, cưa này thì có một cái lưỡi cũ đi còn đi cùng nữa. Ok. Tay cưa này thì là của Showmax này. Showmax Made in Japan. Vâng. Okay. Cái tay đây thì nó bằng nhôm, toàn bộ nó bằng nhôm ạ. Đây nó kẹp được vào. Đầu này thì nó kẹp cái lưỡi cưa. Đó. Cái cưa này thì mình có tận dụng để cưa những vào trong những cái góc hẹp vào. Rồi xỏ lưỡi cưa này. Đó, chiều dài đây của nó 22. Sau mã 14 á. Mã 14 này là 100 ạ. Và đây mã 15. Mã 15 thì một cái tay quay chữ T. Đó, tay này thì cái đầu của nó đầu đây đầu tiếp 3/8 á, đầu vuông 3/8 này. Nó 9,5 mini. Cái này là của Mitsuloy. Mitsuloy chiều dài đây thì là 26 và ngang đây là 17,5 ạ. Cái này thì nó ở giữa nó có một cái ống để giữ. Đây, quay. Rồi. Có một cái ống quay được ở đây. Rồi. Rồi cây này thì là mã 15. 15 170 ạ. Đầu của nó 9,5 mini mã 15. Rồi mã 16 thì một cây cần nắc của Tôn. Tony mã Tôn ra ban này, mã 10. Rồi cây cần này thì đầu của nó 3/8 ạ, đầu 9,5 mini ạ. Okay. Còn rất là mới luôn. Đó, chiều dài đây là 18. Chiều dài 18,5 ạ. Ở đây mã 16. 16 là 160 ạ. Okay. Rồi 17. 17 thì một cần tiếp của KTC. KTC đầu của nó là 12,7 mini. Đầu đây 12,7 mini. Đầu nó néo này, quay. Còn cái này thì cái chiều dài của nó khi ngắn đây nó dài là 30 cm ạ. Rút ra nó dài, đây có cái ống dài rút ra. Này, ống rút ra đây thì nó dài là 38. Chiều dài này 38 cm. Đó. Mã 17 ạ. 17 thì 108. Rồi mã 18. 18 là một cây cần nắc của Tôn ạ. 18. Tony Japan. Cái này đầu 12,7 mini. Cũng rất là mới luôn. Rồi, không có bị rơ nắp này. Ok, không có bị rơ. Rồi đây chiều dài nó 26,5. Mã 18. 18 là 220. Rồi đây 19 20 thì là hai cây đuôi chuột của Super. Đây Super này. Super Made in Japan. Ở cây 19 thì cái số của nó là đầu số 13 17 ạ. Đây 13 17. Cái này hai đầu tiếp hai đầu dài ạ. Đầu nó không có bị đóng. Đầu còn rất là mới luôn. Ok. Yeah.
Đường cái đầu đấy thì nó dài 8 cm, chiều cái này chiều dài 26, mã 19 đấy, 19 là 130, 20 thì đầu 17, 17, 19, hai cũng hai đầu dài luôn. Đầu này dài gần 9 cm, chiều dài đây là 20 31. Rồi. Ở cái này thì mã 20 20 160. Ở đây mã 21. 21 thì một cây đục nhọn, cái này mũi nhọn. Cái này thì nó có một cái tay cầm một cao su, tay thì cầm đây mình có thể che cái tay đi, trong khi đóng là nếu đóng có trượt thì nó không vào tay. Đây logo của nó. À, cái mũi này nó còn được. À, cây này thì nó dài đây 26, 25 ạ. 25,5 này. À. Ở cái thân của này đục này nó 15 ly rưỡi. 15 ly rưỡi. Ở mã 21. Mã 21 130. Ở mã 22. 22 thì một cây mỏ lết răng của ARM. ARM cái này nó 10 inch. 10 inch 250 mm made in Japan. À, nó so nhún ok. Nó răng còn rất là đẹp. Cây này thì mở hết ở đây đó miệng nó được 6 cm. Mã này mã 22 22 180. Okay. 23 23 cây của MCC. MCC 300 mini. 300 mini ra bàn trên này. Rồi nó so. Ok. Rồi răng con đẹp một. À, cái này mở hết nó được 5,5 cm. Mã 23. 23 là 180. Đây mã 24. 24 thì một cặp cảo ép. Đó. Cặp này thì là của tốp. Đây, tốp. Cây này hai cây này thì cái thông số nó đây, nó mở là 250 mini và 80. Đó, chiều đây là 80. Ở đây miệng nó mở ra được 2,5 tấc, 25 này. Còn khoảng không đây tới giữa cây này thì nó là 8 cm. 8. Hai đầu này thì còn hai miếng nhựa. Hai cây còn khá là mới nữa. Vâng, đây là mã 24, cặp cảo này mã 24, 24 giá 350.
và 20 năm là cây bố đinh. 20 năm cây bố đinh Dock Hill. Dock Hill made in Japan. Okay. Yeah. Đây mặt đóng của nó. Ok. Trên đây chữ Dock Hill made in Japan 2039. 2309. Lưỡi nhiều đinh còn ok. Còn cây này thì cái phần lưỡi nó cao đây là 10,5 cm. Đây thì là cán bằng cán sắt. Cán sắt cái. Cái này thì lớp xi nó bị chóc lớp xi này. Và cân nặng của nó là 460 g, mã 25 20 năm 101. Và 26 thì một cây búa cong. Cái búa cong, cái búa mỏng vịt đấy. Okay. Rồi, đây mặt đóng cây này. Cây này đế nó là 3 cm. Kính này 3 cm. Nó cao đây là 16. Cao 16. Cân nặng của nó là 380 g. Mã 26 là giá là 126. Rồi 27. 27 thì là một cặp búa, đồng tiền. Đây một cây thì đầu dọc, một cây đầu ngang. Okay. Ở đây hai mặt đóng của nó. Okay. Hai cây này cái đế của nó, một cây 3 cm. Đế 30 cây này. Cây này 33 ni, cây này 30. Đây trong hai cây thì có một cây cái thân nó rất là dài. Cái này nó cao là 17 cm luôn. Cây này thì cao 11 cm. Cân nặng của nó là một cây nhỏ đây thì là 360 g, cây lớn, cây dài đây thì nó 400 g. Mã 27. 27 109. Và 28 thì cái thùng đồ nghề của Tozo. 28. Tozo made in Japan. Cái này thì nó chóc sơn thôi, không có gì. Đây bên trong. Okay. Mã 28, thông số của nó là nó dài thì 29, rộng thì 15 và cái đỉnh này thì nó cao là 10,5. Cân nặng là 1 kg. Ở đây mã 28 nó 170 ạ. Đằng đây 28. Mã 28 đây mã 29. 29 thông Tozo, cây 360. Đầu nghề bên trong của nó. Okay. Yeah, bên ngoài thì chóc sơn thôi.
Và thùng này là mã 29 đó. Nó dài thì là 37, rộng là 21 và cao là 8,5 cm. Cân nặng của nó 1,5 kg. Ở mã 29 này giá là 220. Và đấy, xin được kết thúc ở đây. Xin được cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.